Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Long, phòng kỹ thuật công ty Trung Đông. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm các thiết bị không dây vào trung tâm báo động GSK6 CDM. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm các thiết bị như là remote, hồng ngoại, cửa từ và thẻ RFID vào trung tâm. Thì đầu tiên, để thêm các thiết bị chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Các bạn sẽ nhấn giữ phím đồng hồ là phím arrow trong 3 giây cho đến khi đèn LED trung tâm và chuyển sang trạng thái là E1. Thì đối với trường hợp khi mà các bạn thấy cái đèn E1 này của chúng ta đang nhấp nháy là thiết bị chưa được cài đặt, ta sẽ kích hoạt một phím bất kỳ trên remote. Thì sau khi chúng ta đã cài đặt thành công thì đèn E1 sẽ sáng đứng, và để xóa cái remote này thì chúng ta sẽ nhấn phím Ctrl, nhấn giữ 3 giây thì là 1. Và tiếp theo thì mình sẽ cài đặt remote thứ hai. Để thay đổi sang remote thứ hai, các bạn sẽ nhấn phím Ctrl và chúng ta sẽ kích hoạt remote thứ hai. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm các thiết bị cảm biến không dây như là hồng ngoại, cửa từ hoặc là các thiết bị báo cháy, báo ga vào trung tâm. Các bạn sẽ nhấn phím arrow, chúng ta sẽ nhấn nhanh đèn O1 nhấp nháy. Các bạn sẽ gắn pin cho thiết bị. Rồi, để xóa thiết bị thì các bạn cũng nhấn giữ phím Ctrl để xóa thiết bị. Đó, cài đặt thì chúng ta chỉ cần tách nó ra. Đèn không một của chúng ta sẽ sáng đứng. Tiếp theo, để cài đặt sang zone khác thì các bạn sẽ nhấn phím SOS. Và chúng ta sẽ cài đặt zone 2. Tiếp theo mình sẽ cho pin vào hồng ngoại. Đèn 02 của chúng ta sang đứng, thiết bị đã được thêm vào thành công. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm thẻ RFID. Các bạn sẽ nhấn phím Enter và chúng ta sẽ dùng cái thẻ này cài vào trên trung tâm. Để cài đặt sang vùng 2 thì các bạn sẽ nhấn Ctrl. Trong trường hợp nếu như mà những cái thiết bị đã được cài đặt vào rồi và chúng ta cố tình thêm vào những zone khác thì trung tâm nó sẽ báo tiếng pip pip và chúng ta sẽ không có cài đặt được, bởi chúng ta phải sử dụng những thiết bị khác. Rồi sau khi thoát thì các bạn sẽ nhấn phím Enter thoát ra ngoài. Vậy là mình cũng đã hướng dẫn xong các bạn cách thêm các thiết bị không dây vào trung tâm báo động GSK26CDM. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào tất cả các bạn.